thân mến, chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Sau khi đã hoàn thiện làm việc ở trong công trình xong, máy sẽ rút về để đậu nghỉ các bạn ạ. Ôi ơi, ngày hôm nay hình như có cái gì sai sai. Quá sai luôn. Ôi chà, thanh niên này để cái đầu ben chạy luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, quá nguy hiểm luôn. Ôi 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 kìa, chạy vào lề kìa, chạy vào lề đường kìa. Thông thường thì các bạn ạ, máy xúc chỉ có di chuyển ở trong công trường hoặc là di chuyển ở một cự ly gần thôi thì mới dùng cái đầu ben, tức là mình đang chạy lùi. Nhưng mà để mà chạy đường trường, đường xa như thế này thì chạy cái đầu ben này là quá nguy hiểm các bạn ạ. Nhất là qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy. Trời ơi, trời ơi, không biết hôm nay là vội cái gì quên hay sao ấy, là chạy đầu ben như này. Ôi, chạy cái đầu ngược này cũng rất là nguy hiểm. Và đây, chạy ra đây bẹp cua, còn đang nhầm đường, nhầm cua, nhầm hướng này. Đây, đây, bẹp bẹp lái, bẹp lái kiểu gì cơ. Ôi, ôi trời, vậy nên mới bảo là không biết hôm nay đi nhầm hướng hay là vội cái gì quên rồi. Nhưng mà chứng tỏ chạy thanh niên này chạy cũng ác ấy chứ. Ôi trời ơi, quá nguy hiểm khi nào máy xúc chạy đầu ben mà chạy hết ga hết số như này. Ui ui, ui bắn kìa. Thông thường như mình có nói rồi, cái đầu giờ đằng trước ấy là chạy rất là an toàn, nó không nguy hiểm. Nhưng mà cái đầu ben đấy ấy, mình chạy nhanh thì mình rất là khó xử lý được tốc độ và khó xử lý được những cái khúc bẻ cua. Chạy rẽ đất luôn, chạy bụi mù luôn. Ui trời ơi, thanh niên này vội như kiểu vợ đẻ hay sao ấy. Này không biết là vợ đẻ hay là Tào Tháo rượt đây. Ui trời, nó bụi kìa. Trời ơi, chạy cái đầu đằng kia đã nguy hiểm rồi. Đúng là cái kiểu chạy này, kiểu chạy một cái kiểu chạy chỉ có miền Bắc mới có thôi chứ chả có ở đâu có. Thế thông thường đi ra ngoài các bạn rất là hiếm thấy khi nào mà máy xúc mà nó chạy bằng cái đầu ben này đâu. Bao giờ nó cũng chạy đầu đằng trước cả. Tại vì chạy bằng đầu ben này vừa nguy hiểm mà khó xử lý. Trời ơi, nó chạy rẽ khói, rẽ tốc độ, chạy bụi mù luôn này. Ôi trời ơi. Kiểu này chắc là vợ đẻ hay là đang có việc gì gấp rồi. Ôi, đến đoạn này này. Khi mà bố người yêu bảo là nhà em vắng không có ai ở nhà. Đấy. Đấy, qua ngã tư này. Ui trời. Khi người yêu gọi là anh ơi, bố em không có ở nhà, sang gấp đi. Đấy, thế là bắt đầu đóng ga, đóng số phi này. Đây nha, chạy bằng đầu ben chính hiệu đây các bạn này. Đấy, đầu ben xịn sò luôn. Ôi trời ơi, rất là ác chiến luôn. Lâu lắm rồi mới thấy chạy như này. Đến mình đây, mình chạy ra ngoài đường mà mình còn ít khi mà mình chạy kiểu này lắm. Vì chạy kiểu này là vừa không an toàn vừa nguy hiểm. Đây, thanh niên này bắn này. Ôi trời ơi, hết ga hết số rồi. Ui trời. Phanh gì mà phanh dữ vậy. Bắn với tốc độ của kinh chưa. Đây nha, cái khúc cua này mà nhầm tay lái là hơi mệt đấy. Đấy, đây là đến một đoạn cua đấy, đấy, bẻ lái. Chứng tỏ là thanh niên này bẻ chuẩn quét đi, cũng không lệch chút nào đâu. Này, lái rất là xịn luôn. Dám chạy đường dài như thế này. Cái đầu ven mà ở ngoài đường to mà đường đông người như này mà chạy nhanh như này. Ôi trời ơi, rồi đua đi, đua với các em xinh tươi đi. Đấy, đua.
đổ ben chính hiệu luôn, có còi lùi kêu đàng hoàng. Đoạn này sao lại dừng rồi? Chân đây bạn ạ, đây, đây gửi ở đây. À, thanh niên này vì đường quá xa nên là không đánh về nhà nữa mà đánh gửi tạm ở một cái nhà người quen ở gần đây này, gửi tạm ở đây, không đánh về nữa. Đấy, chắc là đánh xa quá và đánh với cái tốc độ như này thì khiếp nên là không dám đánh về nữa, lại gửi ở đây. Chạy thử tốc độ lớn bằng đầu ven, thanh niên này không chạy nữa và sẽ gửi ở nhờ ở đây. Rồi, video của mình ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video mạo hiểm lần tiếp theo.